Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa một đường dây tổ chức môi giới người đi nước ngoài trái phép. Cơ quan chức năng đã phát hiện 400 người đang chờ đợi đường dây này đưa ra nước ngoài lao động trái phép. Anh Nghiêm Minh Hiệu, sinh năm 1982, trú tại thành phố Vinh, là một trong số những nạn nhân của đường dây đưa người đi xuất khẩu lao động của Lê Duy Anh và đồng bọn. Để được sang Úc theo lời các đối tượng này mời chào, anh Hiệu đã nộp cho các đối tượng là 36.300 đô la Mỹ. Tuy nhiên, chờ đợi từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2019, anh Hiệu vẫn chưa được đi xuất khẩu sang Úc như lời cam kết. Tổng cái số tiền để đi được đường dây này ấy, lúc đầu là chỉ có 25.000, nhưng mà 6 dân là tăng lên đến 40.000. Gia đình tôi là cùng vay ngân hàng, và đến giờ thì nói thật sự là như cùng tùng quẩn. Nhưng anh Hiệu chỉ là một trong số hơn 400 nạn nhân trong vụ tổ chức môi giới người đi nước ngoài bất hợp pháp mà Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá, với tổng số tiền nộp cho đường dây này vào khoảng 20 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan an ninh đã thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng đối với 4 đối tượng gồm tên cầm đầu đường dây là Lê Duy Anh, sinh năm 1979, trú tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Trần Thị Hà, sinh năm 1974, trú tại thị xã Thái Hòa, và Trần Thị Thành, sinh năm 1959, Hồ Thị Hằng, sinh năm 1965, cùng trú tại thành phố Vinh. Trong quá trình tuyển dụng lao động, Lê Duy Anh tự giới thiệu là giám đốc một công ty trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Người lao động muốn sang Úc thì chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông. Mọi thủ tục đã có phía bên Úc lo, thời gian xuất cảnh nhanh. Tiền 20 tỷ đồng đó của người lao động đã nộp thông qua tôi để dành đưa cho phía môi giới Malaysia, nhưng cũng chưa có ai được xuất cảnh và được cấp cái giấy tờ visa hợp pháp. Thủ đoạn của các đối tượng là trực tiếp gặp người dân để tư vấn, hứa hẹn sẽ đưa họ sang Úc làm việc ở công ty thu mua nông sản và trái cây với công việc nhẹ nhàng, lương thu nhập từ 80 đến 100 triệu đồng trên một tháng, bảo chỉ cần nộp hộ chiếu ảnh để các đối tượng làm thủ tục và chi phí khoảng 20.000 USD. Công an tỉnh Nghệ An cũng khuyến cáo người lao động nếu có nhu cầu xuất khẩu sang nước ngoài làm việc thì cần tìm hiểu đầy đủ, kỹ lưỡng về các cơ quan tổ chức cá nhân được cấp phép về xuất khẩu lao động nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra như vụ việc trên.